một kỷ niệm sâu sắc mà chắc có nghĩa là chưa rất lâu rồi tôi chưa được vỡ bà rồi. Đây là những kỷ niệm lắm ra đó đấy, ngày xưa là như thế đấy như các bạn của những năm 2000 trở lại đây nhá. Đi đây nhá. Rồi, đã được một em cua. À, vào xô luôn. Công tác tát ao đến đây đã được khoảng 85%. Được hai em cua rồi nhé các bạn nhé. Rất nhiều cua. Và bây giờ chương trình đi tát và bắt cá cho món ăn cá nhảy. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay Discovery Hiền sẽ giới thiệu với các bạn. Như quý vị đã biết, quê hương Hòa Bình là mảnh đất địa linh nhân kiệt và cũng sản sinh ra rất nhiều anh tài. Và sau đây là chương trình bắt cá để ăn món cá nhảy bắt đầu. Đây, bây giờ là suối. Dòng suối thơ mộng, dòng suối quê hương, dòng suối yêu thương. Nước rất là trong các bạn nhé. Đó, nước trong vắt luôn. Mặc dù Hiền đã đến quê hương Yên Nghiệp, Lạng Sơn, Hòa Bình rất là nhiều, nhưng hôm nay mới trực tiếp được đi suối. Rất là trong, rất là đẹp. Dòng suối thơ mộng, trong vắt luôn. Đẹp quá đi. Đó, trong vắt nhìn hết cả sỏi này các bạn này. Tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Mà Hiền Discovery cũng như là mọi người ở đây và rất nhiều người ở nhiều vùng quê khác nhau cũng có cùng một cái suy nghĩ và có những cái tuổi thơ có lẽ là phải từ những người mà sinh những năm thập niên khoảng 90 trở về trước của thế kỷ trước thì mới có những cái kỷ niệm mà bắt cá như thế này. Bế này, dạy chạy, bật lên khẩn đi, khỏi bế lên, dạy chạy, ôi kìa. Đúng rồi đây. Đây là cách bắt cá truyền thống của thập niên 90, 80, 70 trở về trước của thế kỷ trước. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá những kỷ niệm của tuổi thơ và chúng ta sẽ đi về tuổi thơ nhé. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúng ta đang quay về với tuổi thơ, với thế hệ của 2K những năm 2000 trở lại bây giờ thì chắc là cũng không thể có những kỷ niệm như thế này. Và họ xem thì họ cũng chỉ là để mà xem, để khám phá xem thế hệ trước như thế nào thôi. Luôn này. Đã được một em lươn. À không phải, đây này em ấy. Em rắn mùng. Ăn luôn. Đừng có bước. Một kỷ niệm sâu sắc mà chắc có nghĩa là chưa rất lâu rồi tôi chưa được vỡ bà rồi. Đây là những kỷ niệm lắm ra đó đấy, ngày xưa là như thế đấy như các bạn của những năm 2000 trở lại đây nhá. Đi đây nhá. Rồi, đã được một em cua. À, vào xô luôn. Công tác tát ao đến đây đã được khoảng 85%. Được hai em cua rồi nhé các bạn nhé.
rất nhiều cua. Sau khoảng thời gian ba anh em vất vả tát ao giữa một cánh đồng mênh mông nắng và gió thì đến thời điểm này chúng tôi đã thu nhập được một số em cá để ăn món cá gỏi tuyệt đỉnh của người dân địa phương. Đây là nó có con bơi cá vẫn còn dãy này. Nhảy. Đại bàng ăn đấy. Đây là em xúc đại bàng ăn món cá gỏi. Ngon. Vào đi. Điểm 10 cho chất lượng, tuyệt vời đấy. Lên cái đi. Em chúc đại bàng ăn không cần lá luôn nhé. Đại bàng ăn phải tầm cố như vậy. Ông đại bàng mà làm con này này. Đâu, bây giờ đến lập nhá, dừng nhá. Xin mời cả nhà nhá. Ăn cá nhảy này. Bóp đầu đi không đến nó chui vào bụng đấy. Thôi mời cả nhà nhá. Con này la nó chốt cái thả cái này đi. Ông ăn tuyệt vời. Ăn một là muốn ăn hai. Cả phiếu này vào nữa. Ngày mai đi tiếp tục nhá. Ngày mai có được nhiều hơn. Ở vùng nào đấy? Cái này là cá ở suối nhá. Cá mương. Nào con bự đi em ơi. Cá giả rượu cũng tốt, cũng ngon. Bây giờ trên lá nào? Trên lá nào? Đây, lấy cá nhộn. Anh chốt luôn đi. Rau nhộn cho cá đến ốc con phi dung. Bùi Văn Thái. Chủ trang trại gà và mỗi một năm anh xuất khoảng hơn 2 vạn gà. Hôm nay là anh đang ăn cá nhảy. Đấy, bạn đánh đánh. Con đúng con này nhảy thật. Đó, đúng vị trí đấy. Em ăn ngon. Số 1. Cá. Các bạn vừa ăn cùng kèm với lại ớt ớt gì nhỉ? Ớt đèo keo. Hello, quay lại cái đi đem đi. Hả? Ngồi đây. Chua. Chưa. Chào bạn Liêm nhá. Bạn Bùi Liêm xuống ăn cá nhảy nào. Em ơi. Chúc đại bang đang ăn món cá nhảy. Vàng cái hết luôn. Đó. Rất ngon, rất ngon. Chương trình cá nhảy của chúng tôi tạm thời đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn vào những video lần sau. Bye bye. Xin chào. Ok.